được mệnh danh là đảo Ngọc Phú Quốc, nhìn từ trên cao xuống thật lộng lẫy và xinh đẹp giữa biển khơi. Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc nằm ở vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, là đảo lớn nhất trong quần thể 27 hòn đảo lớn nhỏ tại đây. Huyện đảo Phú Quốc có tổng diện tích 589,23 km², chu vi đảo khoảng 150 km, bao gồm 2 thị trấn và 8 xã. Dân số hiện nay hơn 100.000 người. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc cảnh sắc hài hòa, khí hậu mát mẻ, dễ chịu quanh năm và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những bãi biển dài tuyệt đẹp với làn nước trong xanh biếc và những bờ cát dài trắng mịn, những dòng sông uốn lượn, những con suối róc rách ngày đêm. Cùng với đó là hệ sinh thái động thực vật trên rừng dưới biển vô cùng đa dạng và phong phú. Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ Bắc xuống Nam với 99 ngọn núi đồi. Điều kiện tự nhiên và khí hậu Phú Quốc thuộc loại nhiệt đới gió mùa. Do Phú Quốc nằm trong vùng vị trí đặc biệt của vịnh Thái Lan nên ít bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Tình hình phát triển kinh tế xã hội. Trải qua 9 năm thực hiện quyết định số 178/2004 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, bộ mặt huyện đảo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, mức tăng trưởng kinh tế GDP đạt khoảng 24,68%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71.910.000 đồng một người. Cơ cấu kinh tế chia thành 3 khu vực. Khu vực 1, nông lâm thủy sản đạt 38,45%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 161.107 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 841 tấn. Khu vực 2, công nghiệp xây dựng đạt 18,53%, giảm 2,92% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực 3, dịch vụ và các ngành khác đạt 43,02%, tăng 0,62% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 12.003 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ đạt 1.209 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú cũng tăng 25%. Ngành giao thông vận tải vận chuyển trong năm ước đạt 6,5 triệu lượt khách, trong đó vận chuyển đường hàng không tăng mạnh nhất 32,72%, đường biển tăng 5,55%, đường bộ giảm 6,33%, vận chuyển hàng hóa đạt hơn 6,5 triệu tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 đạt 760,24 tỷ đồng.